Anh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi cập nhật liên tục trên thời sự 24 giờ TV. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình thời sự trong nước 24 giờ qua, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Vạch trần thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi của ông Nguyễn Đức Trung, tạm giữ hình sự chủ quán bánh xèo đánh đập hai nhân viên phục vụ ở Bắc Ninh, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm người Trung Quốc lẩn trốn ở Huế, Công an Thanh Hóa bắt giải cứu 4 cô gái đang bị lừa sang Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vạch trần thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi của ông Nguyễn Đức Trung. Trong số 4 bị can bị cáo buộc phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung có vai trò chủ mưu cầm đầu. Theo kết luận điều tra để nắm bắt thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile, ông Trung đã nhờ Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cựu cán bộ cục cảnh sát kinh tế C03 Bộ Công an cung cấp hàng loạt hồ sơ tài liệu của vụ án này. Với việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra, ông Dũng dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị can này không những cung cấp các tài liệu mình được phép tiếp cận mà còn đánh cắp chìa khóa của trưởng phòng thuộc C03 để chụp trộm các báo cáo liên quan đến vụ án. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, ông Dũng 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, trong đó 2 lần cung cấp cho ông Trung với tổng số là 6 tài liệu mật. Cơ quan an ninh điều tra xác định vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng và phức tạp. Tài liệu chiếm đoạt thuộc vụ án tham nhũng đang được dư luận đặc biệt quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Đặc biệt các bị can là những cán bộ từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó thủ đoạn của các bị can là hết sức tinh vi, thể hiện qua việc triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm. Kết luận điều tra nhấn mạnh, điều này đã gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án. Cụ thể, sau khi lấy được tài liệu, bị can Dũng cung cấp cho bị can Trung thông qua ba hình thức dùng ứng dụng viber trên điện thoại di động để trao đổi hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua viber hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy việc sử dụng các phần mềm tiên tiến là viber và zalo để liên lạc và trao đổi tài liệu của bốn bị can nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện bởi đây đều là các phần mềm có chức năng gọi điện nhắn tin gửi hình ảnh khi có kết nối internet Quá trình điều tra, bị can Dũng tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an hai file ghi âm cuộc gọi trao đổi thông tin Viber với bị can Trung. Nội dung là ông Trung yêu cầu ông Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ án Nhật Cường liên quan đến vợ chồng mình. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, từ tháng 2 đến tháng 7, ông Trung đã có 20 lần trao đổi qua Viber với ông Dũng, thông qua hai số điện thoại khác nhau. Sau khi hai thuộc cấp là Nguyễn Hoàng Trung 37 tuổi, cựu chuyên viên và Nguyễn Anh Ngọc 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị bắt, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vứt bỏ chiếc điện thoại cùng thẻ sim. Tạm giữ hình sự chủ quán bánh xèo đánh đập hai nhân viên phục vụ ở Bắc Ninh. Mới đây, chỉ huy Công an huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều tối cùng ngày, đơn vị đã tạm giữ nữ chủ quán bánh xèo miền Trung tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986 quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở xã Yên Trung để điều tra làm rõ hành vi bạo hành nhân viên. Mặc dù người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng vẫn phải tạm giữ đến khi sự việc được làm rõ. Được biết, quán bánh xèo miền Trung thuê VVD, 21 tuổi quê Quảng Ngãi và một người khác tên T cùng tầm tuổi làm nhân viên chạy bàn, tạp vụ. Trong thời gian làm việc tại đây, hai nhân viên bị chủ quán đánh đập gây thương tích. Theo D, đầu năm 2000, anh được vợ chồng chủ quán đón từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh để làm việc. Khoảng gần một năm nay, D chưa một lần được liên hệ với gia đình vì chủ quán đã đập hỏng điện thoại. Ngoài ra, D còn bị bỏ đói đánh đập, bóc lột sức lao động. Năm nhân viên này cho biết phải làm việc liên tục từ 6 giờ hôm trước đến 3 giờ ngày hôm sau. Trên cơ thể D xuất hiện nhiều vết xước, vết sẹo, có vết thương phải khâu nhiều mũi, còn răng thì bị gãy bị một số vết sẹo sâu còn mới nhưng đê vẫn phải phục vụ chạy bàn và rửa bát đũa đê kể rằng đồng nghiệp của mình cũng thường xuyên bị chủ quán bạo hành ngoài đánh đập bằng tay chân đê còn bị hành hạ bằng bàn chải đinh chảy giã tiêu theo lãnh đạo công an huyện yên phong ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ bạo hành công an huyện yên phong cũng đã đưa hai nam nhân viên giúp việc đến bệnh viện khám điều trị theo dõi tình hình sức khỏe theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo một trong những lý do bạo hành hai nhân viên là do nhân viên ăn vụng và lấy trộm tiền Nhân viên giúp việc trong quán bánh xèo miền Trung thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ. Các em thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách ở khu vực bể nước ngoài trời. Bà chủ quán bánh xèo bị nghi là người trực tiếp bạo hành các em. Sự việc được người dân trình báo tới cơ quan công an. Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm người Trung Quốc lẩn trốn ở Huế. Mới đây, Trung tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một đối tượng trốn truy nã người Trung Quốc vừa bị phát hiện bắt giữ khi lẩn trốn tại thành phố Huế. Đối tượng trốn truy nã là Zhao Fengcheng, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, qua công tác phối hợp kiểm tra hành chính tại khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện Giao Feng Cheng có hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 17, Nghị định 167-2013 NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, đối tượng người Trung Quốc này bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, trước đó Công an thành phố Nghi Trinh, tỉnh Tô Giang của Trung Quốc đã ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt Zhao Fengcheng về tội khai khống hóa đơn giá trị gia tăng theo Điều 205 Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Trước đó, từ năm 2011 đến năm 2014, Zhao Fengcheng đã sử dụng hình thức thanh toán 6% đến 8% chi phí hóa đơn cho các nhà máy khi biết rõ không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Trạch Minh Nam Kinh có pháp nhân tại Trung Quốc do chính Yao Feng Cheng thành lập đã khai khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 7 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Sau đó, Yao Feng Cheng đã bỏ trốn. Do vậy, Bộ Công an Trung Quốc có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ áp dụng các biện pháp để bắt và bàn giao đối tượng cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý. Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh này đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ đối tượng Yao Feng Cheng. Các lực lượng chức năng hiện đã di lý đối tượng Yao Feng Cheng ra cửa khẩu Lạng Sơn để bàn giao cho Công an Trung Quốc xử lý. Công an Thanh Hóa giải cứu 4 cô gái đang bị lừa bán sang Trung Quốc Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ triệt phá đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia, bắt giữ 3 nghi phạm, giải cứu thành công 4 cô gái trẻ. Cụ thể, ngày 3 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thọ Xuân Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Dương, 26 tuổi, ngụ xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương, Thanh Hóa, đang dùng ô tô chở 4 cô gái trẻ, hai người ngụ ở tỉnh Thanh Hóa, một người ngụ ở tỉnh An Giang và một người ngụ tỉnh Cà Mau, từ khu vực sân bay Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân ra khu vực biên giới phía Bắc để tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Lực lượng công an Thanh Hóa sau đó đã bắt giữ Hồ Thị Vớn, 31 tuổi, ngụ xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Châu Tuấn, 28 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là các nghi phạm trong cùng đường dây mua bán người với Nguyễn Thị Dương. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai đã cùng nhau thiết lập đường dây mua bán phụ nữ, phân chia nhiệm vụ cho từng người, rồi sử dụng các mạng xã hội để dụ dỗ, lừa những cô gái trẻ bán sang Trung Quốc lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cụ thể, nghi phạm Hồ Thị Vớn sau khi sang Trung Quốc lấy chồng nhưng do mâu thuẫn với nhà chồng nên bỏ về quê từ năm 2019. Lợi dụng các mối quan hệ quen biết, các đối tượng môi giới mua bán người bên phía Trung Quốc, Vớn đã liên hệ với Dương và Tuấn thành lập đường dây mua bán người. Vớn giao nhiệm vụ cho Dương và Tuấn đăng tải các thông tin cần phụ nữ trẻ sang Trung Quốc làm thuê hoặc làm vợ trong thời gian nhất định với thu nhập cao. Các nghi phạm đã tìm và nhắm vào những cô gái trẻ chưa có công việc hoặc những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, vợ chồng ly hôn để lôi kéo dụ dỗ. Đáng chú ý, các nghi phạm còn lôi kéo nạn nhân sang Trung Quốc làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc theo các mức thời gian nhất định. Nếu làm vợ trong thời hạn 15 ngày sẽ được trả 60 triệu đồng, một tháng thì được trả 80 triệu đồng. Khi nào không muốn làm vợ thuê thì có thể ra ngoài làm việc khác với thu nhập cao. Tuy nhiên, khi các nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc thì đều không thể quyết định số phận của mình, bị ép làm gái bán dâm, ép làm việc cực nhọc. Khi có nạn nhân dính bẫy, Dương và Tuấn sẽ đưa ra các tỉnh biên giới phía Bắc giao cho vớn, sau đó vớn tổ chức vượt biên trái phép, giao các nạn nhân cho phía môi giới ở Trung Quốc, rồi nhận khoản tiền hàng trăm triệu đồng mỗi nạn nhân về chia nhau tiêu xài cá nhân. Gần đây nhất ngày 3 tháng 11, Dương đã dụ dỗ hai cô gái ở Thanh Hóa, Tuấn dụ dỗ hai cô gái ở An Giang và Cà Mau. Khi các nghi phạm di chuyển và tập trung ở huyện Thọ Xuân để chuẩn bị đưa các nạn nhân ra các tỉnh phía Bắc giao cho vớn thì lực lượng công an Thanh Hóa bắt quả tăng. Các nghi phạm còn khai nhận, ngoài 4 cô gái trên bị lừa bán, đường dây mua bán người này đã thực hiện bán 5 người phụ nữ khác sang Trung Quốc trước đó. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng với Thời sự 24 giờ TV anh ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo